Statistics là một công ty làm về data analytics, về BI, với cả nguyên cái flow từ end to end. Thì Holistic thì bọn mình bắt đầu làm cái này 4 năm. Anh nhớ cái thời lúc đầu chỉ có 2-3 người thôi. Chỉ có mình và một bạn Huy, Huy working cho mọi người ở đây, cũng rất nhiều người biết. Thì có 2 bạn engineer làm. Cái thời lúc đầu mà code chưa có gì á, mình nhớ là code rất là dễ. Khách hàng hỏi một câu, ngày hôm sau mình có feature ra, không có test gì hết. Và nó vẫn chạy được, tất nhiên là có lúc nó sẽ break thì vào, sửa break. Nói chung là rất là dễ. Thời gian trôi qua, team bắt đầu grow dần, nhiều bạn engineer xuất hiện thêm. Và cái chuyện mà một ngày ra feature mới là chuyện không còn xảy ra nữa. Tại vì cứ làm cái gì là break cái cũ, làm cái mới break cái cũ. Và cái code cũ là feature, the requirement nó tăng dần. Càng ngày càng thấy khó có thể hiểu được code cũ. Các bạn engineer mới vào đọc code cũ cũng nhiều, các bạn nói cái quái gì đây, đọc chả hiểu gì hết. Anh giải thích cho em, anh cũng không nhớ. Anh biết cách đây 2 năm anh không nhớ. Cái đấy là chuyện xảy ra rất là bình thường. Các bạn thử tưởng tượng là bây giờ cái code base mới lúc đầu rất là dễ, không có vấn đề gì. Nhưng mà dần dần nó đạt đến một cái mức độ nhất định là mọi thứ bắt đầu phức tạp hơn, team bắt đầu đông hơn, requirement nó nhiều hơn và bắt đầu xảy ra nhiều vấn đề hơn. Cái talk hôm nay á, mình sẽ nói về một vài cách để mà nghĩ lại một chút, một vài cái cách nhìn, góc nhìn mới về design software. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thú vị cho các bạn. Ok, qua phần introduction rồi đúng không? Mình sẽ bắt đầu bằng một cái câu đố. Các bạn đấy có bao nhiêu bạn rất tự tin về khả năng design OOP, về khả năng design hướng đối tượng, các bạn giơ tay. Ok, đấy có một bạn rất là tự tin. Ok, tí nữa xem bạn giải quyết được bài toán này không nha. Ok, đây là công ty mình. Công ty mình thì có các bạn engineer và các bạn analyst. Thì mình polymorphism mà, thành ra là mình sẽ các bạn đều có cái gọi là do work hết. Và bây giờ chẳng hạn như mình, một bạn gọi là bạn Thông Nguyễn, bạn vào bạn làm engineer, bạn phải vào làm product analyst. Và bây giờ thì rất là đơn giản thôi, bây giờ các member mỗi người cứ dần dần từng người một sẽ do work, không vấn đề xảy ra cả, rất ổn. Tự nhiên nhưng mà các bạn, công ty mình một bạn là bạn Sơn. Ok, bây giờ mình nói tiếp một chuyện là đây. Engineer bạn ấy không những là do work, bây giờ mình specific hơn là bạn write code. Analyst bạn ấy design product. Thì bây giờ team engineer rất đơn giản, mỗi bạn là ngồi write code, còn team analyst mỗi bạn ngồi design product. Nhưng mà công ty mình có một bạn là bạn Sơn. Bạn ấy lúc thì bạn ấy làm engineer, lúc thì bạn ấy làm analyst. Thì bây giờ làm sao mà bạn Sơn ấy có thể vừa write code vừa design product được? Bây giờ làm thế nào với các bạn? Mình chế ra một cái class mới gọi là sometime engineer, sometime product analyst cho bạn Sơn này ha. Và đấy copy cái code, copy cái phần write code vào cái class này, copy phần design product của code vào chung này. Ổn không? Anh thấy cách design này có ổn không? Có gì đó sai đúng không? Và sau 3 tháng sau, bạn Sơn này, bạn này hoàn toàn không ngồi làm engineer, bạn chuyển thẳng sang team product analyst, bạn chỉ ngồi làm product analyst rồi. Bây giờ requirement của mình là bây giờ bạn ấy mà ném write code cho Sơn thì sẽ báo lỗi. Giờ thì phải làm sao? Có bạn nào giải được bài toán không? Mình cho mình ở đây thêm 1 phút nha. Ai giải được giơ tay. Cái này code Ruby nữa mà các bạn nào không hiểu thì thực ra cũng tương tự với Java thôi. Java sử dụng cũng sẽ tương tự như vậy. Tất nhiên là dynamic language nó sẽ dễ hơn chút xíu nhưng mà. Có bạn nào nghĩ ra ý tưởng được chưa? À, xin mời anh. Mình sẽ cho mỗi cái khả năng là một cái interface khác nhau. Ví dụ như bạn code thì có write codeable. Còn ví dụ như là analyst thì có analysticable. Thì khi mình tạo mới một bạn, ví dụ như là employee thì có thể thêm những cái table đấy vào tương ứng các interface tương ứng. Vậy ạ, cho bạn cho hỏi là bạn đang dùng ngôn ngữ gì ạ? Đang tính ngôn ngữ gì hay là... Hiện tại thì mình đang sử dụng Golang. Golang thì là một trong những ngôn ngữ có thể xử lý cái này tương đối ổn. Ok, cái lý do mà hôm nay mình ra cái câu đố này á là để cho các bạn suy nghĩ lại một chút về object oriented.
Thì các bạn nào nghĩ là class inheritance là cực kỳ quan trọng trong object oriented, trong hướng đối tượng? Bạn nào nghĩ là không thể nào thiếu được class inheritance? Các bạn giơ tay. Vâng, cảm ơn anh. Có một vài bạn ở đây. Các bạn nào nghĩ là object oriented không cần class inheritance cũng vẫn là object oriented? Các bạn giơ tay. Có một số bạn bên dưới. Thì có các bạn mà không giơ tay thì là các bạn nghĩ sao? Thì hôm nay mình không có thời gian để nói về cái lịch sử của OP, nhưng mà lịch sử OP thực ra nó tách làm hai hướng. Mà cái hướng mainstream á, là hướng đi từ cái ngôn ngữ gọi là Simula từ những năm 1960. Và cái ngôn ngữ là Simula này nó có class inheritance, và hầu hết những ngôn ngữ về sau nó đi theo cái hướng đó. Nhưng mà có một số ngôn ngữ khác nó đi không đi theo hướng đó. Ok, hôm nay mình sẽ nói qua 4 phần. Thứ nhất là mình sẽ chứng minh với các bạn là OOP thực ra class inheritance không nhất thiết là phải có trong OOP. Cái thứ hai là cái này chắc là mọi người ai cũng đồng ý là software design, cái khó nhất trong software design nó là làm sao để manage được cái độ phức tạp, cái độ complexity của code của mình. Complexity này không phải là algorithmic complexity nha, tức là complexity về những cái độ phức tạp về mọi thứ liên quan đến cái design của bạn. Cái thứ ba là functional programming. Có bao nhiêu bạn ở đây đã từng làm dùng đến functional programming rồi? Đã có một vài bạn. Ổn, nếu mà bạn không biết thì sẽ có một introduction, short introduction ngay sau này. Và cái cuối cùng là một cái architecture mà theo mình là nó sẽ một trong những architecture tốt nhất mà mình biết hiện nay để có thể giải quyết bài toán về design. Gọi là functional creative shell. Bây giờ mình vào phần thứ nhất. OOP không phải là về class inheritance. Có rất nhiều expert những năm 70, 60, 70, 80. Và chẳng hạn như Gang of Four, người biết Gang of Four trong cuốn Design Pattern thì cũng nói rất kỹ là class inheritance là một phần quan trọng không thể thiếu trong OOP. Nhưng mà bây giờ mình muốn chứng minh là ngược lại, tức là class inheritance thực ra là không cần thiết lắm. Cứ như giải bài toán vừa rồi, có thể không cần class vẫn có thể giải được bài toán vừa rồi. Đây là code Ruby ạ, nhưng mà các bạn nào code JavaScript thì chắc cũng sẽ tương tự. Chẳng hạn như đây trong code Ruby thì mình sẽ có một cái module gọi là Employees Do Work, Engineer Write Code, Product Analyst là Design Product. Và bạn Sơn này, bạn ấy không từ một class nào hết. Bạn chỉ là một cái object thôi. Và bạn có thể extend lại từng cái module một khi cần. Ruby thì không có cách để mà remove module, nhưng mà hoàn toàn mình tự viết một cái remove module để có thể cho vào đây, để sau khi bạn đã xong, bạn muốn thành analyst, bạn có thể remove engineer của module này. Bạn nào ở đây không rõ về Ruby ấy, thì có thể nghĩ đến JavaScript. JavaScript cách đây vài năm nó không hề có class, mới gần đây nó mới có class. Và các bạn đã dùng JavaScript trong vài chục năm trước thì đều biết là nó dùng prototype. Và hoàn toàn là nó rất là dynamic, có nghĩa là bạn có thể add thêm behavior mới bất cứ lúc nào cho cái object đó. Thì đó là cái cách mà object oriented mà không cần class. Nhưng bây giờ giả sử như giải bài toán này bằng Java hay cộng những cái mà không phải dynamic như vậy thì các bạn giải quyết nào? Có ai nghĩ nào? Thì nó có vài cách khác nhau. Thì một những cách mà ngay cả Gang of Four trong cuốn Design Pattern cũng nói, nó là favor composition to inheritance. Có nghĩa là thay vì mình inherit thì mình compose behavior lại. Nó code cũng đơn giản, nó không có gì phức tạp đâu. Các bạn employee này bây giờ sẽ có một cái attribute gọi là roles. Cái này code hơi ngắn, tất nhiên là nó sẽ phức tạp hơn chút tại vì nó sẽ phải redirect cái behavior đến từ cái role một. Nhưng mà về cơ bản nó rất đơn giản. Bây giờ là mình sẽ có class engineer, product analyst. Và bây giờ một bạn này sẽ có class là role là engineer thôi. Nhưng bạn Sơn này sẽ có hai role liền. Code này hoàn toàn để giải toán bài toán vừa rồi mà không cần có inheritance, không có class inheritance gì hết ở đây. Mọi người có ai đây có biết Alan Kay không ạ? Alan Kay. Không ai biết. Alan Kay là người mà đưa ra cái term OOP, đưa ra cái term Object Oriented Programming năm 70. Object Oriented Programming là cái term mà được đưa ra đời cách đây khoảng năm 1972-1973. Và đối với ông ấy thì OOP, ý nghĩa của OOP có nghĩa là ba thứ.
Một là messaging, local retention and prediction of hiding of state process, và thứ ba là extreme late binding semantic. Này nghe phải khó hiểu, bây giờ mình sẽ đi qua từng cái một. Message passing là sao? Message passing có nghĩa là một cái object khi mà nó chạy một cái method, thực chất có nghĩa là việc mình gửi một message vào cái object đó. Interface là cái duy nhất mà dependency giữa hai object với nhau. Thì object đối nói chuyện với nhau nó chỉ cần biết cái interface của nhau thôi là có thể nói chuyện với nhau. Cái thứ hai là encapsulation. Thế ông mình biết là local retention prediction hiding of state process. Có nghĩa là object nó không biết cái bên trong object thằng kia nó có gì bên trong cả. Nó chỉ có nói chuyện với nhau thông qua message thôi. Và thứ ba là cái object behavior là có thể đổi bất cứ lúc nào trong bất cứ thời gian nào. Ví dụ Java siêu cộng trước đây nó sẽ khó có thể giải quyết được cái này. Nhưng mà ngôn ngữ như kiểu Ruby hay JavaScript hay Dynamic Language thì nó sẽ giải quyết được cái này. Các bạn thấy có từ class inheritance ở trong này không? Không hề đúng không? Vì là đây là cách thứ hai, đây là hướng, đây là hai nhánh, một hướng là Simula, còn hướng này là của Alan Kay, là ngôn ngữ gọi là Smalltalk. Mọi người ở đây có ai nghe về ngôn ngữ gọi là Smalltalk bao giờ chưa? À có một bạn ạ. Smalltalk thực ra là ngôn ngữ rất thú vị, nó sẽ đẩy cái khái niệm object oriented đến tận cùng luôn. Nên mình sẽ lấy cái ví dụ ở đây ha. Cái này trong Ruby. Ruby là một trong ngữ inspired từ Smalltalk, tức là Matt, ông ấy tên là cái gì, Matt Carrico hay gì đó, thì ông ấy một trong những ngôn ngữ mà lúc mà design Ruby ấy, là ông ấy rất thích Smalltalk. Ông ấy đưa những khái niệm Smalltalk vào trong Ruby. Trong Ruby á, thì bất cứ hầu hết mọi thứ đều là object. Mọi người nhìn thấy số 1 này không? Số 1 này là một cái con số integer thôi, nhưng mà hoàn toàn là có thể có method trong đó. Cái này là hoàn toàn trong Java không có, riêng cộng không có. Nhưng mà nó còn cái ý thứ hai là cái method chạy trên cái object này, bản chất của nó là một cái message, một cái message gửi đến cái object đó. Có nghĩa là nó gửi đến cái message 2s này tới cái method 1 này. Hai cái này là bằng nhau, giống hệt nhau. Thậm chí phép cộng 1 cộng 1 này thực chất nó sẽ là gửi message phép cộng đến số 1 và cái argument số 1 ở đây. Mọi người có biết tại sao trong Ruby không có cái class boolean mà chỉ có true class và false class? Trong Smalltalk chẳng hạn, nó không có if else, không có một cái structure gì gọi if else hết, mà if else bản chất của nó chỉ là một cái boolean và sau đó send message if true hoặc if false đến nó thôi, và một cái function block ở đây. Hay đồng nghĩa cái này, đồng nghĩa với việc này. Có nghĩa là cái if else ấy, nó sẽ là bản chất của nó là gửi một cái block of code tới cái boolean này, một message if true. Có nghĩa là mọi thứ nó là object, mọi thứ nó là message, mọi thứ là object gửi message cho nhau. Trong Ruby chẳng hạn, thậm chí class cũng là một cái object. Nguyên một cái program từ đầu đến cuối nó chỉ là đơn giản là object sinh ra, object chuyển qua chuyển lại, tạo object mới. Đây là cái gọi là pure OOP, có nghĩa là OOP, khái niệm OOP đẩy đến tận cùng là như vậy. Smalltalk là một ví dụ, còn nếu Ruby là ngôn ngữ nó phổ biến hơn thì các bạn có thể nhìn thấy đây là OOP mà khi đẩy đến tận cùng. Đây là một trong những cái mà mình cũng mất nhiều năm mình mới nhận ra là problem của những ngôn ngữ như Java siêu cộng ấy, là cái khái niệm class ấy, nó bị lẫn lộn với khái niệm interface. Class bản chất của nó là mục đích của một class là để construct, để tạo ra một cái object mới. Nó giống như kiểu factory vậy. Một object trong Java siêu cộng chỉ được tạo từ một single class thôi, nhưng mà nó có thể nhiều interface khác nhau. Một object có thể có nhiều roles, nhiều interface. Và thậm chí một object có thể roles của nó có thể đổi trong runtime. Trong những dynamic language thì hoàn toàn chuyện này có thể xảy ra. Lúc mà design program á, thì cách mình bây giờ suy nghĩ về cái này là thay vì suy nghĩ về class thì suy nghĩ về interface trước. Employee roles, engineer role, product analyst role, persistable role, movable role.
Sau khi mình đã biết được những cái message của từng row một rồi, thì sau đó mình mới build class hay factory để build một con quiz object tự động. Các bạn nào có thể giúp. Ok, recap trong phần này. Object oriented không hẳn là về class inheritance. Object oriented là về message sending. Các bạn nói object oriented về class inheritance không sai. Object oriented về message sending không sai. Đây là hai cái cách suy nghĩ khác nhau về object oriented. Nhưng mà cái cách thứ nhất là nó rất là phổ biến nên ai cũng biết. Cách thứ hai thì không phải ai cũng biết. Mà cách suy nghĩ này nó giúp cho mọi người như nào? Thì có nghĩa là trong đầu mình tưởng tượng là bây giờ mình đừng nghĩ đến class nữa, mà nghĩ đến object sending message cho nhau thôi. Em mình stop đây ha. Có mọi người có câu hỏi gì về phần này không ạ? Okay. Em không hiểu rõ lắm cái phần mà anh nói về extremely late binding á, thì đó là nó theo em cảm giác là như vậy, nó sẽ làm là một cái object nó không có một cái contract, một cái API cố định mà là không hẳn, có nghĩa là object cái contract nó sẽ cố định nhưng cái bên trong nó hoàn toàn có thể thay đổi. Là implementation bên trong thì thay đổi nhưng mà cái phần mà nhưng Alan Kay có nói là ông ấy trong cái vision về object oriented á, là object là hoàn toàn viết bằng ngôn ngữ khác nhau, chạy trên server khác nhau, vị trí khác nhau. Cái database của bạn chẳng hạn như distributed system thực chất là hệ thống object mà talking to each other. Một cái database ở đây bên này, một cái server bên này là có thể send message cho nhau. Và nhưng mà lúc nãy bạn còn nói đúng á, tức là cái message sau khi đã chuyển qua nhau rồi hoàn toàn có thể sinh ra message mới, API hoàn toàn có thể thay đổi trong lúc đó luôn. Tại vì cái nếu mà nhìn vision của object như vậy á, thì các bạn hãy tưởng tượng là mình không chỉ design cho một cái chạy trên một cái server, mà khi mà bạn scale lên á, thì bất cứ một cái server nào mà nó chuyện với nhau, một cái queue hay bất cứ một cái gì, nó đều là một cái object. Ok, phần thứ hai mình sẽ quay lại về fundamental hơn chút. Cái này có bạn nào đồng ý hay không đồng ý? Cái khó nhất trong việc viết software nó là cái complexity của software. Right. Viết software nó rất là phức tạp, nhưng mà thực sự là mình có nghĩ là nó phức tạp. Một trong những cái vấn đề mà chẳng hạn như mình nói chuyện với các bạn engineer ấy, feature này em nghĩ là mất bao lâu làm xong, chắc tầm 3 ngày là xong, thì trong đầu mình nghĩ chắc cái gốc 6 đến 9 ngày. Phức tạp như nào? Ví dụ đây, một cái ví dụ về Slack notification. Chỉ đơn giản là để Slack bắn ra một cái notification thì đây là toàn bộ logic nó sẽ phải trải qua. Lúc đầu mình nghĩ nếu mà chỉ nghĩ là chỉ có bắn các cái notification nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi mà thực sự vào để giải cái bài toán này mới thực sự thấy là nó có từng này bước, từng này cái phải rẽ nhánh ra như vậy. Để thấy có thể các bạn là cái thực sự mình ngồi viết software là việc khó như nào, bởi vì nó thực sự là nó phức tạp hơn nhiều so với mình nghĩ lúc đầu. Khi mà lúc nãy mình có kể câu chuyện thì lúc nếu mà không có design gì hết á thì lúc đầu mình sẽ ra product rất là nhanh, feature các thứ rất là nhanh. Nhưng đến một cái thời điểm nhất định là nếu mình không có design thì nó sẽ chậm dần. Và nó sẽ cực kỳ khó để có thể thêm một cái feature nào mới vào. Cái việc có design hay không có design là nó khác nhau, là nếu mà có design á, thì lúc đầu có thể chậm một chút. Nhưng mà đi dần lên thì nó sẽ không bị chậm hơn cái việc là có requirement mới, có feature mới. Complexity nó là cái gây nên mọi thứ. Complexity càng khó, càng complex thì càng khó đọc, càng complex thì càng có thể khó debug, có bug hay cái vấn đề gì rất khó để có thể biết được là fix được cái bug đó. Khi mà đã complex rồi thì rất khó để có thể đưa cho code để có thể reuse, rất khó để có thể scale lên, rất khó có thể test. Có nghĩa là complexity nó là cái mà gây nên tất cả mọi vấn đề về software design. Cái này trong cái một cái paper về phân tích về software design của nó thì có hai loại complexity. Thứ nhất là essential complexity, có nghĩa là cái độ complexity này là không thể bỏ qua được bởi vì là nó là trong requirement, business requirements. Ví dụ như cái Slack notification ví dụ vừa rồi chẳng hạn, cái complexity đó các bạn không thể cắt bớt ở chỗ nào, tại vì nếu mà cắt bớt được cái là cái phần mềm nó sẽ chạy sai. Đó gọi là essential complexity.
Cái thứ hai là accidental complexity, có nghĩa là complexity này do mình design mà nó nảy sinh ra. Bây giờ trong cái bài talk lúc đầu mình có giới thiệu là vậy thì bây giờ có từng nó complexity, khái niệm này nó rất là trừu tượng. Bây giờ làm sao để có thể tách ra từng cái một để có thể giải quyết được? Vì đây là kinh nghiệm của mình sau khi suy nghĩ và tham khảo và nhiều chương trình thì có một công thức dựa trên gọi là năm cái khái niệm, năm cái thành phần của complexity. Đây là cái mà mình đưa cho team lúc bất cứ một lúc design một cái software nào thì đều sử dụng năm cái này để xem cái software design đấy nó tốt hay không. Năm cái này của mình nó là share, mutable state, side effect, dependency, control flow và code size. Và cái này nó thứ tự từ trên đến dưới, thứ tự quan trọng và xuống càng phía dưới thì càng không quan trọng bằng. Có nghĩa là nếu mà cái design của mình mà nó để reduce được cái này mà tăng cái này lên, reduce hai cái này thứ tự nhau. Hai cái này mà nó giảm xuống mà cái này tăng lên một chút không sao. Nhưng cái này tăng mà cái này giảm, hoặc cái này tăng mà cái này giảm thì tức là design đấy nó có thể là sẽ không ổn lắm. Đấy là cách mà trong team mình hiện tại mình đang đưa các bạn suy nghĩ về cái cách một cái software design. Thứ nhất là mutable state. Mutable state, các bạn ở đây có các bạn không hiểu mutable state là gì không ạ? Mutable state có nghĩa là chẳng hạn code của mình á, code phần lớn mainstream là nó gọi là imperative, có nghĩa là từng bước một mình sẽ thay đổi một cái variable. Và khi mà code mà nó nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng mà code mà nó bắt đầu lớn lên mình sẽ không biết là cái gì đã thay đổi cái gì. Khi mà mình mở một cái variable ra mình không biết là thằng nào đã thay đổi cái thằng này, không biết là chuyện gì vừa xảy ra theo từng bước một. Nó tạo ra một cái gọi là time dependency, có nghĩa là hai cái step trong cái code của mình, cái nào chạy trước, cái nào chạy sau. Cái chạy sau bắt buộc phải phụ thuộc vào cái chạy trước, mình không thể thay đổi thứ tự hai cái đó với nhau. Nhiều lúc code mình không biết là thực sự là thằng trước thằng sau này có đúng là cần thiết là phải như thế không, hay là nó thực sự là không cần thiết. Thứ hai, cái thứ ba là gọi là explosion of state space. Mình có variable thứ nhất có 3 state, variable thứ hai có 5 state, là tổng cộng mình có 3 nhân 5 là 15 state. Từ tưởng tượng trong cái program của bạn có bao nhiêu variable, nhân lên các bạn sẽ tưởng tượng là nguyên program của bạn sẽ cái số lượng state của nó sẽ khổng lồ đến như thế nào. Và thế nào sẽ có những state mà bạn không tính tới và thế nào sẽ có bạn. Cái cuối cùng là bây giờ là mọi người biết Moore's Law là đã không còn, tốc độ của CPU không còn nhanh, tăng nhanh như trước nữa. Bây giờ phải giải quyết vấn đề là parallels, tức là đưa code ra nhiều core hoặc distributed system để nó chạy nhanh hơn. Như cái bài talk vừa rồi, các bạn thì có thể thấy là mình phải parallelize. Khi mà muted state thì cái việc parallelize cực khó. Các bạn sẽ phải add lock này kia khắp mọi nơi để có thể giải quyết vấn đề parallel. Khi mà cho nên là đây là một những cái là cái quan trọng nhất lúc mà bạn design software. Bạn nào mà càng giảm được mutable state thì cái cho các bạn càng đơn giản hơn và càng dễ, mọi thứ càng đơn giản hơn càng dễ có thể đọc, dễ hiểu, dễ maintain. Cái thứ hai là side effect. Side effect là những cái mà chẳng hạn như một cái thay vì trong computation thì bạn bắn cái chẳng hạn như asynchronous code, UI rendering, network code. Problem của những cái side effect này là nó thứ nhất là nó asynchronous. Khi mà nó asynchronous rồi á thì nó tự nhiên các bạn lại trong đầu phải reason về cái timing của nó nữa. Và nó dễ, rất dễ viết code mà nó không còn nó rất dễ xảy ra vấn đề về race condition và nhiều những vấn đề như thế. Và thứ hai là một cái network core chẳng hạn, nó có thể fail, nó có thể chạy chậm, nó có thể fail. Và nếu như bạn chỉ cần quên không handle cái failure rate của nó, failure của cái core đó, thì nó sẽ, code của bạn chắc chắn nó sẽ có lúc nó sẽ có vấn đề. Cái thứ ba là dependency. Khi mà code đã đủ bự rồi thì các bạn sẽ thấy là nếu mình không design tốt đó, là cái đống này nó sẽ depend lên nhau một cách khủng khiếp. Có ba loại dependency mà mình identify này trong team mọi người có thể nhìn. Thứ nhất là class dependency, có nghĩa là nó là object creation. Khi mà trong một khúc code mà có class.new hoặc new class gì đó, tức là bạn cái khúc code đó đã depend vào cái class đó. Thế tại sao mà mình phải có những cái dependency injection và những cái pattern tương tự như vậy để mà có thể manage cái dependency đó?
Cái thứ hai là interface dependency. Cái này là object oriented rồi nha. Message dependency có nghĩa là mình phải biết API của object với nhau. Và mình chẳng hạn như cái object A gọi một vài message lên object B, có nghĩa là object A đã bị depend vào những interface đó của object B. Cái thứ ba là temporal dependency, là lúc nãy mình có nói là mutable state và side effect. Có nghĩa là cái code của A chỉ có thể chạy được sau khi code B chạy xong rồi. Thì cái này gọi là temporal dependency, có nghĩa là time dependency, có nghĩa là phụ thuộc vào thời gian. Đó là hai khúc code này nó phụ thuộc vào cái thời gian, thằng kia phải chạy trước, thằng này phải chạy sau. Cái này ít người nghĩ tới, nhưng mà cái này là một trong những cái vấn đề cũng rất là nhức đầu khi mà viết code. Đây là cái golden rule of dependency management. Cái mà thay đổi nhiều thì mình phụ thuộc vào cái thay đổi ít. Nghe đơn giản thế thôi, nhưng mà cái này nó là một trong cái rule mà lúc mà design architecture là mình cũng phải nghĩ tới. Tại sao mình mở cuốn design pattern hay là những cái principle object oriented đều nói là depend vào interface chứ không depend vào implementation? Được biết tại sao không ạ? Chính xác, interface nó ít thay đổi ít hơn là implementation. Mình có thể assume là interface thay đổi ít thôi, trong khi implementation nó sẽ đổi nhiều hơn. Đấy chính là lý do tại sao mà có cái rule này. Cái thứ tư là control flow. Là cái này thì rất là basic rồi, mọi người biết là if, else và for loop, rồi error handling, try catch. Try catch là mọi người ít nghĩ tới, nhưng mà nó là một cái control flow. Và những cái control flow này càng nhiều, càng phức tạp thì cái code nó càng khó, maintain càng khó hiểu hơn. Cái cuối cùng là cái không quan trọng nhất, kém quan trọng nhất nhưng mà cũng ảnh hưởng đến complexity, nó là cấu dòng code, lượng độ lớn của code. Đó, thì trong cái talk hôm nay mình đã giới thiệu 5 cái loại này. Thì trong những cái tiếp theo mình sẽ nói là có những cách nào để mà có thể manage cái độ complexity này từng cái một. Khi mình break down những cái này thì nó sẽ dễ hiểu hơn nhiều, dễ xử lý hơn nhiều so với việc là mình nói khái niệm abstract, rất là abstract là complexity. Để manage complexity có hai cách. Một là giảm complexity xuống, mình design cái code của mình thế nào đấy để cái complexity nó giảm xuống. Cái thứ hai là isolate complexity, có nghĩa là complexity mình gói nó lại, abstract nó lại vào một cái gói. Mình trong gói đấy như nào mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm cái interface bên ngoài của nó thôi. Đây là hai cách để mà manage complexity. Và object oriented, tại sao người ta lại nghĩ ra object oriented? Những năm 80 tại sao mà hồi đó mọi người chuyển dần hết sang object oriented? Bởi vì cái code base nó bự dần ra thì object oriented giúp xử lý complexity bằng cách gọi là isolating. Có nghĩa là gói complexity lại thành cái gói nhỏ hơn, manageable hơn. OP nó tách cái share mutable state ra. Object nó không mutate được cái, nếu mà đúng các bạn design object oriented đúng á thì cái một object nó sẽ không mutate một cái object khác, data của cái object khác, mà nó chỉ chuyển qua thì send message cho nhau thôi. Nếu mà code của bạn mà thấy object A mà modify cái data object B á, tức là như vậy là design là có vấn đề. Thứ hai là object nó isolate dependency. Nhưng lúc nãy mình có vừa nói là object nó chỉ phụ thuộc, nếu mà design đúng thì object nó chỉ phụ thuộc interface thôi, không phụ thuộc implementation. Có nghĩa là dependency này nó sẽ, cái độ dependency nó sẽ thay vì dependency rất nhiều từ, nó chỉ dependency chỉ đúng vào cái interface thôi. OP nó gói lại cái dependency lại. OP không như thế, OP nó isolate control flow. Cái control flow ấy nó chỉ nằm trong cái object đấy thôi. Cái bên ngoài object đấy không cần biết là cái object bên trong là control flow như nào. Nó chỉ biết gửi message cho nhau. Một trong những cái ví dụ chẳng hạn nữa là OP nó giải quyết vấn đề về branching chẳng hạn, về control flow ấy. Là bây giờ trong code chẳng hạn các bạn có thấy if else khắp mọi nơi này. Thì có một trong cái cách rất là common refactoring á, là biến if else đấy thành polymorphism. Và khúc code chẳng hạn if xyz mà nhường bằng như thế này thì cái khúc code trong đó mình cho một cái object khác, else mình cho một cái object khác chẳng. Và if else đấy nó đẩy về con polymorphism và lúc create object. Cái này có vẻ hơi khó hiểu mà quên không có ví dụ ở đây. Mọi người có ai hiểu, ai không hiểu giơ tay không?
Ok. Nhưng mà cái key insight là sau một hồi mình nhận ra object-oriented nó không có giảm complexity. Nó gói complexity lại nhưng mà nó không giảm complexity. Thậm chí OV có thể tăng cái complexity lên. Khi mà mình gói lại mà gói sai á, gói mà nó không đúng thì cái complexity lại. Thì nhiều lúc debug rất là khó. Các bạn tưởng tượng là lúc code mà cứ phải nhảy qua rất nhiều nơi để mà đến được cái khúc code thực sự mình cần. Cái chuyện này chuyện rất là common lúc mà debug. Thì đấy là vấn đề về OOP. Cái dependency bây giờ nó không phải dependency code với nhau nhưng mà vẫn có dependency giữa các object với nhau. Và nếu mình manage cái dependency giữa các object với nhau mà không ổn thì code của nó mình sẽ rất khó có thể hiểu được, rất khó có thể đổi bất cứ khúc nào. Cứ đổi cái này là nó ảnh hưởng đến rất nhiều khúc code, thậm chí ở thượng nơi xa, lắc xa lơi trong code base của mình. Cái nữa là control flow. Control flow bây giờ nó gói lại bên trong từng object một. Nhưng mà bây giờ là logic của mình là object 1 nói đến A, B nói với C, C quay lại A. Thì cái đó nó là control flow. Nó cũng là một loại control flow. Và nó tăng cái control flow đó lên. Cái increase code size thì hiển nhiên mình gói code vào trong object phải viết thêm class rồi này kia nữa là tự nhiên lại tốn thêm vài dòng code để mà declare cái đó. Bây giờ giải quyết cái vấn đề này như thế nào? OOP nó chỉ có thể gói cái complexity lại nhưng nó không có giảm complexity được. Thì bây giờ mình làm sao để có thể giảm complexity xuống? Ok, recap lại phần vừa rồi. Viết software và design software mục đích là gì? Là để manage complexity. Có hai loại complexity và năm cái thành phần của complexity. Và cái key point mà hôm nay nếu các bạn nào quên hết mọi thứ vẫn phải nhớ là object oriented, hướng đối tượng, nó gói complexity lại thành những cái gói nhỏ nhưng mà nó không cái giảm cái lượng complexity xuống. Ok, phần tiếp theo của mình sẽ nói là thực sự là cách nào để có thể giảm complexity xuống. Thực sự là giảm nhưng không phải là chỉ gói lại. Cái đó nằm trong functional programming. Có bao nhiêu bạn ở đây nghe đến functional programming rồi ạ? Tương đối nhiều ạ. Ok, các bạn không cần biết functional programming làm gì, hôm nay mình sẽ giới thiệu trong một đoạn ngắn và một cái ví dụ. Thì trong cái talk này mình sẽ nói là functional programming nó giảm mọi thứ, cái aspect về những thành phần của complexity. Bất cứ multiple state, side effect, dependency, control flow, functional programming đều giảm cái đó đi. Functional programming là gì? Functional programming nó thực sự là rất là đơn giản thôi. Tức là các bạn code imperative như nào thì functional programming nó chỉ là subset của đó thôi. Tức là thay vì một cái function mà input đi vào, các bạn mutate cái input đó, thì bây giờ function nó chỉ có, nó không được phép mutate cái input đó và nó phải trả lại những output hoàn toàn mới. Có nghĩa là bây giờ code của mình nó chỉ được viết bằng những cái code gọi là pure function programming, viết là những cái function mà không có mutation, không có side effect. Và cái thứ hai, một cái nữa là và thậm chí bây giờ phần hầu hết những ngôn ngữ mới nó đều có gọi là function, first class function. Có nghĩa là function nó có thể trở thành data và các bạn có thể transform function như là transform của data. Các bạn nào đã ăn tiramisu rồi? Có ai biết, có ai không biết tiramisu là gì không? Các bạn nữ ở đây chắc chắn là các bạn sẽ có rất thích. Tiramisu là nó một cái loại bánh của Ý, hồi qua Ý mình có rất thích ăn. Cứ ăn bữa cơm nào xong là cũng phải gọi tiramisu ra. Thì đây là một cái ví dụ về làm tiramisu, có 12 bước recipe. Bây giờ biến cái khúc này thành code thì biến này như thế nào? Mình sẽ có một cái hàm gọi là make tiramisu như vậy. Đây là thành phần là có trứng, đường, rượu và rất nhiều thứ, cho nó khá phức tạp nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là vào một cái là mình sẽ đánh trứng lên, cho thêm rượu, thêm đường vào. Cái này gọi là imperative programming, có nghĩa là mỗi cái step trong này là sẽ mutate cái data input x trứng đi vào đây. Sau cái khi cái dòng này chạy xong thì trứng đã không còn là trứng đầu và nó thành trứng đã được đánh rồi. Đánh thêm cái trứng đã được đánh vào, cho thêm đường, cho thêm rượu vào, đánh xong cái bước thứ hai thì nó đã thành một cái khác nữa rồi. Mỗi cái bước như vậy là mình đã mutate data. Rất
bất cứ một rừng bất cứ chẳng hạn là mình đi bắt rừng bất cứ một điểm nào như thế này thì cái input nó không còn là input lúc đầu nữa, một số cái nó sẽ còn là input lúc đầu, một số cái nó không còn là input lúc đầu. Cái này gọi là data mutation. Và trong cái khúc code này mình không biết, chẳng hạn như khúc code này nó có thể bắn ra side effect, nó có thể gọi là network code, nó có thể render hay bất kỳ gì bên trong, mình không thể biết luôn. Bây giờ giả sử như mình cái code như vậy, giờ mình muốn refactor lại, nó có vẻ rất nhiều step rất phức tạp, thì mình tách ra làm hai cái step thôi để học code cho nó dễ hiểu hơn. Thì bây giờ chẳng hạn mình gõ cái khúc này chẳng hạn, thì bây giờ các bạn biết cái nào input cái nào output? Nói chung là nó sẽ biết được input output nhưng mà sẽ phải đọc code rất là kỹ, nó không dễ, nó làm được nhưng không được dễ. Thêm nữa là mình không biết chẳng hạn như hai cái dòng này whipped cream và whipped cheese. Hai dòng này thứ tự, hai dòng này bây giờ mình đổi hai thứ tự này có sao? Như trong code mình đổi nhân đổi hai dòng này, trong code nó vẫn chạy được. Thì có thể có bug hay không? Ok, bây giờ mình improve cái code này chút xíu bằng cách đổi sang object oriented. Thì bây giờ thay vì là chỉ là hàm chạy không, thì bây giờ mình chế ra một cái object gọi là mixture. Và bây giờ mình sẽ chạy một cái method bit whisk pull dissolve này vào cái object gọi là mixture này. Thì cái này nó hơn cái khúc code lúc nãy một chút xíu. Bởi vì là bây giờ là những cái logic mà mutate thì nó nằm trong cái object, logic nó nằm trong object mixture. Thay vì là giờ những lại code nó nằm ở đây. Nhưng mà cái mutation, state mutation nó vẫn nằm đó, nó không thay đổi gì hết. Sau khi đã chạy xong cái function này thì input nó như thế nào rồi? Khi nào bây giờ có hai người mà mình muốn scale cái hàm make tiramisu này lên. Bây giờ mình muốn hai người, hai cái thread khác nhau thì làm nào? Bây giờ muốn refactor lại cái code này thành những cái function nhỏ hơn thì có dễ không? Khi mà một cái code, mà một cái dòng code nó đã bị lỗi, mình có dễ để tìm ra được cái lỗi nào đâu? Có cách nào khác để mà cũng vẫn cái code đó, mình structure lại để mọi thứ nó dễ, có thể manage hơn, dễ hiểu hơn. Nếu bây giờ mình có thể tạo, mình có thể làm tiramisu mà mình không cần phải thay đổi input của mình. Cái khái niệm function programming, cái quan trọng nhất của function programming là nghĩ về cái data flow chứ không phải control flow. Imperative là về control flow, each step là làm cái gì, làm A, làm B, làm C. Còn về function programming nó là data flow. Cái bảng này nó sẽ tóm tắt lại những cái step lúc nãy. Đánh trứng, gói trứng lại. Bây giờ thì mình có cái này gọi là Ladyfinger cookies. Cái này cũng là cái mình rất thích ăn. Sau khi đã ngâm vào nước rồi thì cho thêm espresso và đường vào. Thì cái bảng này có ý nghĩa gì? Mình sẽ nói sau. Đây là function programming style. Cái hàm lúc nãy ấy, là thay vì là bit x và modify cái x này thì bit x xong nó sẽ trả một cái x mới gọi là bitten x. Có nghĩa là nó không có mutate cái x này nữa mà nó trả lại cái x mới. Bất cứ một cái hàm nào trong đây nó sẽ không mutate data mà nó sẽ vào input và nó sinh ra output. Nếu mà nhìn vào cái đây có vẻ hơi khó nhìn xíu nhưng mà các bạn có thể nhận ra là như chẳng hạn như bit, khúc này và whip, hai cái này là hoàn toàn tách biệt và có thể thực ra là hai cái này có thể chạy song song với nhau. Khúc bit này và khúc này cũng có thể chạy song song. Nhưng mà cái bit này phải chạy trước cái whip này phải chạy trước cái bit này phải chạy trước cái phone. Những khúc nào có thể chạy trong parallel được? Những cái khúc mà nó có cái đường dọc ngang này là hoàn toàn có thể chạy trên parallel được. Và cùng cái lúc nãy, bây giờ mình có thể structure lại để có thể nó làm cho code nó scalable. Và đây là cách mà mình hoàn toàn có thể automate luôn cái này. Có những cái runtime nó có thể lấy một cái khúc code như thế này và nó rearrange lại
nó chạy chia cho nhiều thread khác nhau để nó chạy, mình không cần quan tâm toàn bộ cái này, chỉ việc restructure lại code là mình có thể code có thể chạy 3 lần. Cái thứ hai là những khúc code nào bắt buộc phải chạy trước, khúc code nào bắt buộc chạy sau, những cái nào thông qua những cái đường dọc như này thì nó bắt buộc phải cái kia chạy trước, cái kia chạy sau. Cái khúc code lúc nãy về functional nó hơi khó đọc thì bây giờ mình làm cho nó rõ ràng hơn bằng cách là từng khúc một mình rõ ra. Và các bạn phải nhìn rõ đây, cái button x này nó không phải là variable, nó là một cái constant. Tức là nó chỉ được assign đúng một lần thôi và sau đấy sẽ không mutate nào nữa. Bit x xong, nó sẽ đi vào cái này, có nghĩa là cái này nó depends trên cái này. Cái này thì là có input ở đây rồi. Mixture này depends trên cái này. Phúc code, cái dependency trong phúc code này cực kỳ rõ ràng. Cái gì trước, cái gì sau, bắt buộc phải như nào là nó rõ ràng như vậy. Khi mà nó, khi mà cái không có hidden state và dependency nó explicit như vậy, thì cái IDE nó sẽ giúp bạn khi có bug. Ví dụ chẳng hạn như là khúc này mà viết đổi hai dòng này với nhau là nó báo lỗi liền. Tốt lúc đầu không, rất khó có thể cái IDE có thể giúp để viết được có bug. Mỗi cái step là có thể, một cái lợi nữa của functional programming là mỗi cái step đấy hoàn toàn có thể test, unit test được mà không cần phải mock cái gì hết. Khi mà cái code imperative nó dependency vào rất nhiều thứ khác nhau và hidden state thì nhiều khi lúc mà viết test là phải có thêm mocking, nhưng mà khi mà viết theo kiểu style này thì mỗi function này rất dễ test. Mỗi thứ nó rất là dễ khi mà mỗi function nó có clear input và output. Cái thứ ba là cái pipeline này hoàn toàn có thể refactor là. Một trong cái lợi của functional programming là function nó compose. Có nghĩa là góp hai function lại với nhau thành function thứ ba. Function thứ ba có thể tách ra thành những function nhỏ, góp nó lại. Rất là dễ. Nếu mà bạn mutate data thì nó sẽ rối rắm với nhau lại và thực sự nó refactor lúc đấy rất là khó. Functional programming nó giúp mình manage complexity nào. Nó reduce share mutable state. Pure function nó không mutate state. Pure function không create side effect. Không có time dependency gì hết. Ví dụ chẳng hạn như một ngôn ngữ như kiểu Haskell là một cái functional programming language thì khúc code này nó sẽ không chạy từ trên xuống dưới. Mà nó thích chạy lúc nào thì nó chạy, nó phụ thuộc cái runtime. Runtime nó tự arrange lại cái thứ tự đó, miễn là nó follow cái dependency đó. Nó có thể chạy bất cứ nào, nó có thể chạy thêm nhiều thread khác nhau. Cái cùng là reduce control flow, không có loop, không có if else. Cái này thì sẽ có bạn sẽ hỏi là nếu không có loop, không có if else thì viết code như thế nào? Thì cái này nó là một cái separate topic mà có thể có nguyên một cái talk khác nói về cái này. Cái cuối cùng là khi mà function programming như vậy, object oriented thì hai cái này có thể trộn với nhau không? Thì hoàn toàn là trộn với nhau, không vấn đề gì hết. Nhưng mà thay vì là egg.bitsugar thì nó mutate cái cục egg này thì nó trả lại một egg mới. Mình có thể giữ cái syntax của object oriented mà rất là tiện và dễ đọc như thế này, nhưng mà vẫn giữ được cái functional style. Ok, đến đây mọi người có câu hỏi gì không ạ? Hay là có ý kiến gì? Và xin mời bạn. Ví dụ data của mình qua mỗi function mình đều tạo mới một cái data, tức là mình copy một cái copy của input thì có khi nào mà nó expose cái data cái memory của cái process mình đang xử lý. Ví dụ như cái data input mình quá lớn nhưng mà mình phải tạo thêm một cái bản copy khác. Tức là bạn đang nói vấn đề performance đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là nó sẽ chậm. Đây là một cái vấn đề lớn của functional programming. Thì functional programming nó là một cái trade-off. Là function programming có một cái gọi là position data PDT, position data structure, là để handle những cái case như bạn nói. Có nghĩa là nó sẽ có copy and write, và những cái khúc mà cái code mới và code cũ, những cái khúc mà giống nhau nó sẽ không modify. Tức là về người dùng lúc cái code đó sẽ thấy là như kiểu hai cái object hoàn toàn khác nhau, nhưng mà trong memory nó sẽ có share
để mà đỡ tốn thêm memory. Thì cái đó gọi là position data structures, và những cái functional grouping đều sử dụng để có thể tiết kiệm performance, để có thể tiết kiệm memory và tăng performance. Nhưng mà đúng thực sự là vì những cái copy như thế cho nên là performance thực sự là nó sẽ không thể bằng được imperative. Vì nếu mà đi đến tận đáy á, thì một cái computer thực ra nó chạy imperative, nó chạy theo từng instruction một trong cái CPU của nó, thì hoàn toàn nó là imperative chứ không phải functional. Functional là cách mình nghĩ, mình nhìn về cái program của mình abstract về trên thôi. Thì đây là một cái vấn đề của functional programming. Nhưng mà trade-off đó nó có make sense không thì nó phụ thuộc vào từng ví dụ cụ thể. Nếu mà thực sự cái complexity đó mà nó quá lớn, mình có thể dùng functional programming nó giảm được, và performance nó không phải là cái gì quá là critical, thì hoàn toàn mình có thể chọn cách sử dụng functional programming. Em có một cái em hỏi ý kiến anh thôi nha. Tức là nó không thật sự là một câu hỏi. Thì tại vì thật ra là em biết về functional cũng khá là lâu rồi. Thì em đồng ý với anh là về functional nó giúp mình về mental thinking, tức là về cái mental model mình suy nghĩ về cái code complexity của mình. Nhưng mà em không biết là thật sự là trong thực tế là functional programming nó có practical, tức là nó có apply tốt được cho những cái project không. Tại vì em nghĩ là những cái mà khi mình scale lên đến mức nào đó rồi á, mình rất là khó để mình loại trừ hoàn toàn được cái semi-mutable state. Tức là cái việc mà mutating object thì nó em không cảm giác là mình có thể hoàn toàn mình loại bỏ được nó. Chính xác. Và cái đấy lý do tại sao mình không thể nào mà dùng functional programming 100%. Lúc nãy mình có nói là có essential complexity và accidental complexity. Thì ví dụ như business requirement của mình ấy, là để track một cái ví dụ như cái meeting này chẳng hạn, track là các bạn nào bất cứ một thời điểm nào đấy có bao nhiêu bạn trong cái meeting room chẳng hạn, thì bản chất cái business requirement nó đã yêu cầu là phải data phải mutable rồi, và không thể nào mà có thể remove cái đó đi được. Ok, thì cái đó là cái không thể remove được. Nhưng mà từng bước một bạn đi vào đây là các bạn có thể transform data, thì các bạn có thể dùng functional programming. Ví dụ như chẳng hạn như các bạn đấy, bao nhiêu bạn sử dụng React.js à? Các bạn dùng Redux, có ai dùng Redux không? Đó, thì các bạn nào dùng sẽ thấy Redux là nó đi theo cái mô hình đó. Có nghĩa là từng state 1 mình sẽ reduce, từng state 1 nó jump từ state 1 sang state 2, nó sẽ dùng functional programming. Nhưng mà cái state thì nó lưu trong một cái store, và cái store đấy nó là mutable state. Ok, vậy là thật sự là không, tức là kiểu mà mình không thể nào mà có một cái scale lớn mà mình xài full functional, và mình phải chứ kiểu em nghĩ là mình vẫn phải có một vài chỗ là mình kết hợp với imperative này. Nó sẽ có những chỗ, cái đó gọi là state management, thì mình có thể có một bài talk về state management sau này. Nhưng mà khi mà code của mình, ví dụ chẳng hạn database chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn bất cứ một cái web framework nào ấy, thì nó gần nó không hẳn chính xác nhưng gần functional. Có nghĩa là request đi vào, response đi ra, input, output, và các bạn mutate một cái side effect, mutate vào cái database đó, đúng không ạ? Yeah. Thì cái việc mà mutate cái database đó thì nó không phải là functional, nhưng mà cái computational để mà generate cái diff giữa cái state này và state kia ấy, thì hoàn toàn là functional. Có nghĩa là cái này gọi là imperative, là bất cứ cái khúc code nào sẽ có thể mutate cái cục data này, global data. Cái này là thời điểm mà trước khi có object oriented, đây là cách mọi người viết code. Khi object oriented rồi thì mình tách cái data ra thành từng object một và send message cho nhau. Và functional programming là sao? Có nghĩa là state 1 nó chạy qua cái này, nó biến thành state 2, state 2 nó biến thành state 3. Có nghĩa là mình tưởng tượng là một cái program giống như một cái state machine vậy. Và state 1 sang state 2 là hoàn toàn dùng functional programming. Refactoring là reduce và isolate complexity. Và cái câu này của Michael Fazer, object oriented làm cho code dễ hiểu hơn bằng cách là gói những cái complexity lại. Và sang functional programming thì làm code nó dễ hiểu hơn bằng cách là giảm cái complexity xuống. Làm sao mình có thể combine được hai cái sức mạnh của hai cái cách code này khác nhau này vào một thứ. Thì cái này là architecture mà mình phát hiện cách đây khoảng tầm khoảng 6 tháng, 1 năm trước, của một mà từ một cái talk của
một bạn bên Mỹ gọi là Gary Benhurst, bạn ấy có talk about boundaries. Các bạn có thể lên cái trang web này để xem này. Nó gọi là functional core infrastructure. Đấy là phần core thì sử dụng pure functional. Nhưng phần shell, tức là phần vỏ bên ngoài, phần lõi thì dùng functional. Nhưng phần vỏ bên ngoài sẽ dùng object oriented. Và cái ví dụ như bạn nói về cái state chẳng hạn, thì cái phần lõi với cái phần vỏ nó sẽ xử lý cái state này. Cái phần trong và cái phần nó chỉ có computation thôi. Và đây là cách mà có thể combine được functional và object oriented vào để ra được một cái design mà nó vừa reduce vừa isolate được complexity. Để mà có thể làm được cái architecture này thì mình lúc mà viết code mình phải phân biệt được hook code nào là mình tính toán, hook code nào là để mình coordinate. Đây một cái ví dụ làm game cho nó thú vị. Thì chẳng hạn bây giờ mình phải design một cái game trong đấy có human, human có health, monster có thể attack the human. Khi mà group of human mà đi lại gần với monster thì monster sẽ tìm cái thằng human mà có health thấp nhất để nó attack. Khi mà human được attack rồi xong ấy thì cái human health của human đó nó sẽ giảm xuống bằng cái attribute của attack trừ đi attribute defense của human đó. Và cái game này cũng sẽ phải handle physics, input, rendering. Đây là cách design traditional. Các bạn sẽ tạo hai class gọi là class monster và class human. Và cái logic của cái attack này nó sẽ nằm trong một cái function gọi là attack. Và những cái logic khác nó nằm trong render về physics ở đây. Render thì các bạn nào có thể nhìn vào đây ở cái này có vấn đề gì không? Thì mọi thứ rất là ổn, không có vấn đề gì hết. Có bạn nào ở đây là code Rails ạ? À? Ruby on Rails ít. Ít hơn mình nghĩ. Ok. Code render ở đây nó hợp lý không? Khi mà một cái render nó nằm trong logic ở đây, cảm giác có gì nó sai sai. Tại sao logic render nó nằm ở đây? Cái thứ hai là rendering logic nó phụ thuộc vào nhiều object cùng một lúc. Ví dụ object này, object kia phải có tính collision, rồi phải tính cái này trước cái sau. Thì cái rendering này không thể nào nó chỉ chạy trên một cái object này được, mà nó sẽ phải lấy lại những cái thằng mà liên quan đến thằng master này để mà nó render. Có nghĩa là cái logic này gọi là cross-cutting concern. Có nghĩa là cái logic này bây giờ mình đang tạo cái dependency giữa cái thằng master này và cả tất cả những thằng khác để chỉ để render thôi. Rồi thì physics, rồi thì AI. Mình cứ thêm requirement vào thì những cái object này nó sẽ bự dần. Nếu các bạn code Rails sẽ có một vấn đề gọi là model bloat. Có nghĩa logic của mình cứ cho vào mấy cái model trong Rails mà. Lúc sau là cái model này sẽ bự dần, bự cách khủng khiếp. Mình không biết là chuyện gì đang xảy ra với cái model đó nữa. Đây là cái vấn đề về cái cách traditional design. Và thứ hai là cái này rõ ràng là mutate state ở đây. Có nghĩa là lúc mà code nó mutate loạn xạ gọn lên mình sẽ biết chính xác là chuyện gì đang xảy ra. Đó, thì lúc nãy mình còn nói rồi. Thì đây là những problem của code bây giờ. Cái khác biệt giữa imperative với cả function programming là function programming thì deals with values. Values là raw data, không có behavior gì. Và imperative programming thì deals with object. Object là thứ nhất, data, behavior nằm chung. Cái thứ hai, một cái key difference giữa data với cả object là object có một cái identity. Có nghĩa là object A, data của nó bằng 1 bên trong, object B, data bằng 1 bên trong, hai object đấy nó không bằng nhau. Các bạn có biết tại sao trong ngôn ngữ object oriented bình thường mình có 2-3 cách khác nhau để làm operator equals. Như chẳng hạn JavaScript có 2 dấu bằng và 3 dấu bằng, nó khác nhau như nào. Ruby cũng vậy, nó có equals. Hay là Java có equals, EQLs. Nói chung là rất nhiều cách khác nhau để so sánh hai cái object với nhau. Một cái là so sánh identity, một cái so sánh data. Tại sao nó lại khác như vậy? Bởi vì là object nó model những cái mà có thể thay đổi theo thời gian. Bây giờ chẳng hạn, nếu mà bây giờ mình nghĩ tới kiểu functional thì design cái bài toán bây giờ như thế nào? Mình sẽ design ra những cái class
cái này là viết bằng Ruby cho nên vẫn có class, nhưng mà class này là value class. Cái value class này là mình trong công ty mình dùng để mà nói về những cái immutable data. Có nghĩa là monster này khi mà đã tạo xong rồi thì nó sẽ không modify được nữa. Nó chỉ có như vậy thôi. Cái tiếp theo là view function. Cái khúc code lúc này attack bây giờ tự nhiên nó phức tạp hơn nhiều. Bởi vì bây giờ code của mình là mình không có mutate nữa, mà mình phải chế ra class mới, chế ra data mới. Như chẳng hạn như là bây giờ tìm ra cái human mà nó có health, những cái human mà nó nằm gần cái thằng monster này nhất. Sau đó thì thay vì là mutate cái attack human này, cái health của attack human này, thì mình sẽ chế ra một cái, mình sẽ tạo một người mới, copy data lại, tạo một người mới. Mà sau đấy thì modify cái health của người mới bằng cái health bị monster attack xong. Cái function này nó hoàn toàn không có modify gì cái input cả, nó tạo ra hoàn toàn data mới. Và bất cứ một cái logic nào mới của mình á, mình sẽ tạo một function mới để mà handle cái đó. Đây là cách mà code function rồi. Khi mà mình đã có code cái core function rồi thì mình sẽ tạo cái shell bên ngoài. Bạn vừa nói là cái game này bản chất của nó phải có mutable state. Nếu mà cái game mà nó không có thay đổi gì thì còn gì là game nữa. Nên khúc đó cái mutable state nó sẽ nằm ở đây, nằm trong cái object shell bên ngoài. Và không như thế, cái shell này nó sẽ communicate với input handler, renderer, physics processors. Renderer sẽ nằm ngoài cái những cái object giống như cái shadow signal. Và ở đây lúc mà nó chạy thì nó sẽ thay vì là nó modify data cũ, nó sẽ sinh ra data mới, và cái data mới này nó sẽ không phải là mutate trực tiếp mà là sẽ sinh ra nguyên cả cục này cho vào đây. Câu này có bạn nào không hiểu không ạ? Đây là một cái ví dụ về một cái ví rất ngắn thôi. Thực sự lúc mà code bên thực sự mà đi theo cái architecture này nó sẽ phức tạp hơn chút xíu. Nhưng mà về cơ bản là nó như vậy. Tức là những cái logic chính mình sẽ nằm trong cái functional core. Còn nếu mà có state, side effect, dependency thì nó sẽ nằm trong cái shell. Đi theo cái architecture này mình sẽ giảm được mutation, bởi vì mình đã cái core mình đã functional. Cái phần mutation đấy nó chỉ nằm trong cái shell thôi. Side effect, cái functional bên core của trong cũng không có side effect. Bất cứ cái side effect nào mình cần, chẳng hạn như là lưu vào database, bắn ra con network, nó nằm trong cái phần shell hết. Cái phần dependency bên trong functional nó gần như là reduce, minimize cái dependency rồi. Phần dependency mà các cái object nói chuyện với nhau, nó chỉ nằm trong phần OO shell thôi. Cái lợi là gì? Cái core này cực kỳ dễ test. Các bạn tưởng tượng là những cái khúc code mà một trong những vấn đề lớn của công ty mình là những có những khúc code rất rất khó test. Bởi vì cái khúc code đấy nó depends vào side effect, depends vào những cái implicit mà rất khó để đọc. Nếu mà không đọc code thì không thể biết chính xác là cái code nào là input, cái nào là output. Khi mà viết code functional rồi, input và output nó explicit. Có nghĩa là bất cứ cái khúc lúc mà mình viết unit test rất là dễ. Thứ hai là integration test. Tại sao integration test là không ai viết 100% integration test được? Bởi vì mình cứ tăng số lượng câu. Tăng số lượng flow lên là nó sẽ là cấp thống nhất. Khi mà mình đã structure kiểu functional core imperative shell này rồi thì mình không cần phải lo viết quá nhiều integration test. Chỉ cần test cái phần coordination của cái OOP shell thôi. Còn cái logic bên trong thì nó đã được test bằng unit test rồi. Cái thứ hai là reliability. Cái này reliability của function programming thì rõ ràng là rất là dễ debug. Rất là dễ add thêm validation. Ví dụ chẳng hạn, hook code này chẳng hạn, health, mình muốn confirm là health này không bao giờ nó nhỏ hơn không chẳng hạn, thì là mình có thể add thêm cái validation trực tiếp vào trong cái class này, và mình confirm là data nó nằm, nó phải satisfy condition đấy thì mới được, mới chạy được, còn không nó sẽ bắn lỗi.
Thứ ba là những cái function, những cái build function nó rất là dễ đọc bởi vì là nó self contained. Mình không cần phải nhảy qua nhảy lại rất nhiều chỗ, nó chỉ có đúng chỗ đó thôi. Thứ ba là extensibility, rất là dễ extend. Cái cuối cùng là scalability, cái này là cái object oriented rất khó làm. Khi cái functional core nó đã functional rồi thì mình hoàn toàn có thể restructure để mà nó chạy theo nhiều thread khác nhau, thậm chí chạy nhiều server khác nhau. Còn cái collator object này có thể biến nó mỗi cái object này thành một cái microservice. Nên là code structure này rất là scalable. Xong, giờ mình nói take away ha. Đây là cái bài toán của mình thì thứ nhất, object oriented thì không hẳn là về class inheritance. Thứ hai là design software rất là phức tạp. Có hai cách để manage cái complexity đấy. Thứ nhất là giảm cái complexity thôi. Thứ hai là tách cái complexity đó ra. Thì object oriented hướng đối tượng nó sẽ tách cái complexity đó ra. Functional mình nó giảm, thực sự là giảm complexity. Và cuối cùng là một mình propose một cái architecture mà combine được hai cái điểm mạnh của hai cái cách design code, gọi là functional code imperative shell. Đây là những cái link mà các bạn có thể đọc thêm. Cái ví dụ về tiramisu mình lấy ở đây. Còn cái talk về functional core nó nằm ở đây.